Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi nha. Tin tức ngày 3 tháng 1 thì hôm nay trên trang báo VTC News thì đã có một tin tức, đó là công an xác nhận TikToker Kỳ Văn Thái không bị bắt. Nguồn tin từ báo VTC News thì công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kết luận TikToker Kỳ Văn Thái không tham gia tổ chức cũng như là sử dụng trái phép chất ma túy trên trang mạng xã hội. Chia sẻ, ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Và trong đó thì rạng sáng ngày 2 tháng 1, công an nhận được tin báo căn hộ 2109 ở một chung cư tại phường Mễ Chi mở nhạc sàn to gây mất trật tự an ninh. Phường Mễ Chi kiểm tra phát hiện 7 nam nữ thanh niên trong một phòng của căn hộ, còn anh Kỳ Văn Thái ngủ ở phòng khác. Và tại hiện trường thì cơ quan chức năng thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng vệt tiền, một loa và đèn nháy. Làm việc với những người tại chung cư thì công an phường xác định có 7 người đã sử dụng chất cấm, nhưng riêng anh Kỳ Văn Thái không phải là người sử dụng. Và anh chỉ là người ngủ ở phòng bên, không biết cũng như là không tham gia với 7 nhóm người đó. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy thì anh Thái âm tính với chất cấm, còn 7 người kia còn lại có kết quả dương tính. Sau khi xác minh vụ việc thì công an đã kết luận anh Kỳ Văn Thái không tham gia tổ chức và không sử dụng trái phép chất cấm. Các điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người và tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc nói trên. Kỳ Văn Thái được biết đến là TikToker nổi tiếng, đến nay đã có 46,6 triệu lượt thả yêu thích cho các bài đăng trên TikTok cá nhân của anh. Anh được biết đến với nhiều clip chuyên đánh giá về ẩm thực và du lịch. Đồng thời, hot TikToker này còn nổi tiếng đình đám với những món ăn gà ủ muối. Tuy nhiên thì tối ngày 2 tháng 1 trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh Kỳ Văn Thái đứng cùng với nhiều người khác tại trụ sở công an, và cư dân mạng cho rằng Kỳ Văn Thái bị bắt có liên quan đến sử dụng chất cấm. Thì sáng ngày 3 tháng 1, Kỳ Văn Thái đã đăng tải lên trên trang cá nhân của mình phủ nhận tin đồn đó, và đó là thông tin ngày 3 tháng 1. Nên thứ hai thì đừng quên cho tôi một like, chia sẻ, comment. Tạm biệt anh em, đăng ký với chúng nha.